Hơn 15 năm gắn bó với học sinh khuyết tật, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, giáo viên trường chuyên biệt Tương Lai, đã trở thành người mẹ thứ hai với nhiều học sinh nơi đây. Với những sáng kiến hiệu quả, sự cống hiến hết mình trong công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật. Năm học này, cô Thu là một trong số hai giáo viên của thành phố Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu. Một buổi học toán của các em học sinh khiếm thính, nhưng diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu được cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu làm đi làm lại nhiều lần một cách tỉ mỉ, kiên trì. Trái tim yêu nghề đã khiến mọi nhọc nhằn, khó khăn trở thành niềm vui. Cô rất nhẹ nhàng. Cái cách truyền tải của cô đến học trò hay là đến với đơn giản là phụ huynh như tôi đi. Những cái mà khi mà con mình nó không diễn đạt bằng lời với mình được, nó chỉ dùng mà ngôn ngữ ký hiệu như thế này. Thì cô Thu đã chỉ dẫn cho những phụ huynh như mình như tôi đây nè, là những cái mà cơ bản giao tiếp, những cái mà khi tiếp xúc với con mình để mình có thể hiểu nó hơn. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đại học Huế chuyên ngành giáo dục mầm non, nhưng cái duyên với nghề dạy trẻ khuyết tật đã chọn cô Thu. Để giúp học trò khiếm thính tiếp cận, bắt nhịp tốt hơn với học tập, cô Thu đã có nhiều sáng kiến về làm đồ dùng dạy học và đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia. Với những người thầy, người cô nơi đây, mỗi sự tiến bộ dù rất nhỏ của học sinh cũng đã là một thành tựu to lớn. Các cô mà đã về đến cái ngôi trường này dạy là đều có một cái tấm lòng rất là chịu khó, chịu thương, đặc biệt là cái lòng kiên trì và nhẫn nại đối với các em học sinh khuyết tật. Những năm qua các cô đã phấn đấu không ngừng, trong đó có cô Hoài Thu. Và năm này thì trường rất là vinh dự, đón nhận rất là nhiều phần thưởng từ Sở Giáo dục và đặc biệt là nhất là từ tấm lòng của phụ huynh rất là tin tưởng. Chặng đường học tập là chặng khởi đầu cho rất nhiều chông gai về sau của những đứa trẻ kém may mắn, nhưng cũng là chặng đường quyết định. Thấu hiểu điều này, nên ngoài truyền dạy kiến thức, cô Thu còn mang theo rất nhiều yêu thương trong mỗi bài dạy và khao khát giúp học sinh khuyết tật trang bị những kỹ năng để có thể sống tự lập sau khi rời khỏi mái trường. Càng ngày mình càng cảm thấy những các học trò của mình càng ngày càng tiến bộ lên rất nhiều. Và điều đó cũng là một cái động lực và được sự yêu quý của phụ huynh, của các bạn đồng nghiệp cũng như các em học sinh thì cũng đó cũng là một nguồn động lực lớn đối với mình để mình có thể bước tiếp trên cái con đường giáo dục đặc biệt. Hơn 15 năm gắn bó với nghề đủ để khiến những khó khăn trong trên khi đứng trước các em học sinh khuyết tật trở thành sự nhẫn nại và tình thương vô bờ bến. Và có những người cha, người mẹ thứ hai đồng hành như cô Thu và nhiều thầy cô giáo khác đang ngày đêm nỗ lực vì học sinh khuyết tật, các em sẽ có thêm nhiều niềm vui, động lực để vượt lên nghịch cảnh, trở thành những người sống có ích, sống hạnh phúc mai sau.